Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một con máy bơm nước xách tay. Máy này Nhật nó chế chuyên dụng nha, để bơm nước nha các bạn. Thì nó có độ ổn định là rất là cao so với mình độ chế cái bơm nước từ cái máy cắt cỏ nha các bạn. Xài mặc dù nó hơi cồng kềnh, mình nối dây, nối ống hút xuống ao, xuống hồ chứa nước thì nó hơi cồng kềnh, nó không có được tiện dụng cho bằng cái bơm ở Việt Nam mình chế với cái máy cắt cỏ nha các bạn. Nhưng mà độ ổn định nó rất cao, độ bền rất cao. Do đó thì hiện nay thì hiếu người tiêu dùng thì người ta cũng thích dùng cái con chuyên dụng này, con máy động cơ 2, động cơ 4 thì mini, lắp bơm xách tay. Nó nhìn nguyên cụm này thì thấy nó gọn, rất là gọn đó các bạn, rất là gọn nhẹ, rất là gọn nhẹ, tầm cỡ khoảng 5 kg. Này là robin nha các bạn, đây robin 4 thì Subaru robin 4 thì EHO25. Nó bằng với GX25 đó các bạn. 25 bằng với 2 GX25 của Honda. Máy chạy rất êm nha các bạn. Nhật bãi made in Japan nha các bạn. Động cơ 4 thì, mình nhắc lại này là động cơ 4 thì nha các bạn. Nó có công suất bằng thằng GX25 của Honda. Cái Rubin này thì nó thường hay chế bơm các bạn. Cosin. LTD in xa băng. Này nó bị va chạm, nó bị chạy đèn lỗ, không sao các bạn, không hề gì. Máy rất đẹp, nguyên bản luôn các bạn, nguyên bản từ đầu tới đuôi, từ cái tay ga cho đến cọng dây ga, công tắc nguyên bản hết. Này chỗ này chỗ bơm, chỗ mồi nước nha các bạn, tháo nắp này ra để mồi nước. Bơm này nó mình chỉ mồi nước một lần thôi thì nó giữ nước ở trong bồn chứa nước này. Ở đây thật ra là thấy lớn gì chứ, nó là cái hệ thống quạt ly tâm nó nhỏ các bạn, còn cái bình chứa nước để nó tự mồi đó các bạn. Nếu mà mình muốn nhẹ thì mình thọc tay vô đây mình xả nước ra bớt thì mình xách đi nó nhẹ, sau đó thì mình mồi lại. Còn nếu mà mình để đại vậy thì nó cái lớp bê này nó sẽ giữ nước ở trong cái bồn chứa nước này, nó sẽ tự mồi, không cần phải cái lớp bê ở cuối nha các bạn, không cần cái lớp bê ở cuối cuối ống.
Nếu vì lý do gì đó cái lớp B ở sát bơm này nó bị hư đi thì mình sẽ thiết kế một cái lớp B, mình sẽ thiết kế một cái lớp B ở cuối đường hút nha các bạn, thì xài vô tư luôn. Còn nếu mà cái mình xài thời gian mình sử dụng cái lớp B ở tại tại cái bơm này nó không hư, nó giữ nước tốt, thì mình chỉ mồi một lần thôi nha các bạn. Sau sau khi mình dời chỗ khác thì mình giật lên, ở đây nội có nước chứa sẵn đây, cái nó thiết kế nước đây nó đánh là nó đủ đủ sức hút cái nước ở dưới bồn chứa của mình lên đó các bạn. Mình nói cái trường hợp là cái lớp B này nó còn tốt nha các bạn. Nếu lớp B này nó có hư thì mình phải thiết kế thêm một cái lớp B ở cuối đường hút nha các bạn. Đơn giản thôi, không có gì phải phức tạp hết. Còn cái bơm, nếu mà cái bơm này ở cái lớp B này nó còn giữ nước kín, mình chỉ mồi một lần thôi thì nó giữ nước ở đây, thì mình dời chỗ khác thì mình giật máy thì tự nó mồi lên, mà chậm, nó hơi chậm các bạn, nó hơi chậm so với mồi trực tiếp bằng lớp B cuối đường ống nha các bạn. Cuối đường hút này nè, cuối đường hút này, nếu mà mình thiết kế một cái lớp B, mình vô hiệu hóa cái lớp B này ha, mình thiết kế một cái lớp B ở cuối đường hút thì mồi nước nó sẽ rất là nhanh, giật máy lên là nước lên liền. Còn nếu để nó mồi tự động tự hành của cái bơm này, nó mồi sẽ chậm hơn nha các bạn, thời gian nó sẽ kéo dài hơn, nó lên nước nhưng mà thời gian nó kéo dài hơn. Robin Rubin đây, nó có cả thông số đó các bạn. Rồi lại hai cái máy vậy nha, lại ra đây chế hòa khí đây nha các bạn, chế hòa khí một kim nha các bạn, chế hòa khí tự động có núm bơm mồi ở dưới này. À, chế hòa khí này nó tương tự như chế hòa khí của động cơ hai thì nha các bạn, giống y chang luôn, xài rất là tiện dụng, rất là dễ sử dụng. Bình chế hòa khí này đời mới đó các bạn, bình xăng con này là bình xăng con đời mới, rất là dễ sử dụng, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Bây giờ để mình test thử cho các bạn xem cái máy nó nổ nha các bạn. Máy còn rất là êm, chạy rất là ok. Mình lên ga tí thì dễ nổ. Nếu mình ở trên bờ về mình thử máy, mình nên đổ vô đây nước nha các bạn, mình đổ nước vô đây mình mới thử máy nha các bạn. Nếu các bạn không để nó ngậm nước đây thì có thể là cái phách trà của mình nó bị cháy đó nha các bạn, mình phải đổ vô đây một số nước mình mới thử máy nha các bạn. Nếu mà để khô cái bơm trong tình trạng khô nước, mình góng ra máy, mình nẹt ra máy vậy, có thể là nó cháy cái phách trà, là rất là nó hư luôn đó các bạn. Cho nên mình phải chế vô đây một miếng nước nè, mình chế vô mình sảm lại nè để nó phun ra tùm lum. Khi mình nên nhớ mình dùng mấy cái loại máy mà cái bơm dính liền như vậy, khi thử máy bất kỳ cái máy loại nào, máy động cơ lớn GX 120, GX 160, thì trước khi thử máy mình phải chế vô cái bơm một chút nước nha các bạn. Nếu không thì cái nguy cơ
không phải khi nào cũng hư, nhưng cái nguy cơ hư cái phốt trà rất là cao, cho nên mình phải chế nước vô. Cái phốt trà nếu mà nó bị khô mà nó chạy với tốc độ cao, nó trà với nhau cho tốc độ cao đó, thì nó có thể bị cháy mặt đó các bạn. Cháy mặt trà thì sau này nó không giữ nước được được nữa, nó sẽ đổ hơi là bơm của mình bị hư không lên nước. Rồi để mình tiếp tục, mình khởi động cho các bạn xem. Vì cái tình trạng máy nó còn mới đó các bạn. Với tình trạng máy nó còn mới, nó chạy rất là dữ. Các bạn nghe, lắng nghe thử, nó chạy rất là dữ. Bóc chạy rất là dữ. Rubin 25 nha các bạn. Chưa mở công tắc các bạn, xin lỗi. Tắt này mình tắt rồi nhớ mở lên nha các bạn. Nãy mình quên mở, mình giật không chạy. Rồi, xin mến chào các bạn nha. Cái video mình giới thiệu cái bơm nước xách tay mini nè Echo 25 này đến đây tạm dừng nha các bạn. Nếu ai có nhu cầu xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 0765 959 958. Xin mến chào các bạn, hẹn gặp lại các video sau nha. Xin mến chào.